Xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tính Mập TV. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Thì bây giờ là cũng khoảng 3-4 giờ chiều rồi. Nói chung là mình mới đi là okay. Gần lo nhảy không à. Đó thì mình cũng mới dọn dẹp được cái sân. Để tôi ra cái coi. Có mỗi lần nói chuyện là con gà kem nó làm cái ghê đó. Trời ơi, mấy đây dẫm. Nó thì mới dọn dẹp được cái sân trong đây. Rửa rái rồi mà tụi nó dậm nữa à. Nói chung là trong đây còn 3/4, nói chung là mới lót được có 1/4 cái nhà đó. Thì chào cả nhà, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Thì cái nhà xem nhớ chia sẻ và bấm mình một like cả nhà. Thì hôm nay mình dọn dẹp sạch sẽ rồi mình quay cho bạn xem cái công viên nhà mình. Nói chung là chuồng chó mà mới dọn nó cũng dẫm vô mà, nên mình có cái hệ thống motor là mình để ống nước này nè, cái mình thấy dơ dơ là mình phun kéo CB lên, cái mình phun một cái là nó đỡ dơ. Thì tối mấy đứa này nó gom lại chỗ này. Nói chung là cái nhà này rất là ấm cúng cả nhà, rất là lộng lớn, chứ không phải như cái nhà nghỉ là hôm nay thấy mình quay từ xa nên thấy nó nhỏ, chứ không có nhỏ đâu, bự lắm, dài lắm á, như cái nhà bếp mình nè, thấy không? Nó bị ngang 6 mét hết cái cây sắt mà. Đó, còn bên đây mình cái sân này cũ nè, cái sân này của chị Châu, chị Nguyễn Châu ở bên Đức á, hồi xưa năm ngoái cho mỗi chuồng 5 mét vuông gạch nè. Đó, rồi mình giờ mình cũng sửa cái mái cao lên, chủ yếu che nắng che mưa thôi, cũng giờ nó rộng, rất là rộng đó. Mình lắp ráp lại, nói chung là có nhiều mình làm hết nhiều mà, chứ không có dư cái gì hết á. Có dư miếng B40 chứ còn hai cây sắt nữa đó. Thì còn nhiều chuyện lắm đó, thì mình còn dư như đây sắt nè, còn dư này sắt mà chưa có hai cửa. Có nhiều cô chú nói khỏi cửa đi, làm cửa làm gì, có tác dụng gì đâu mà cửa nó bẩn chật, nếu mà không làm cửa thì làm B40 này làm gì. Nên cũng còn hơi bị lạng chạng cái khu vực này. Thì để tụi nó mát mẻ vậy cho nó thoáng. Mà nói chung là không, giờ hết sợ mưa rồi. Bây giờ là mưa vô không nổi đâu. Đó, mình có căng cái tấm bạc. Mình mới có căng tấm bạc nữa. Không mưa nổi. Nói chung mình muốn bít luôn cũng được nữa cả nhà. Bít luôn cũng được mà. Bít sợ tụi nó ngợp hay chứ không gì. Bởi vì tấm tôn mình cho nó nằm ngang là, chứ dựng đứng lên nó ngợp. Tấm tôn luôn nó dài đó cái nhà đó, để mình cho nó nằm ngang thấy chứ dựng đứng là mình ngợp. Gió nhà cái hướng này gió đông á, nó lùa vô với tụi nó buồn buồn, tụi nó ngắm cảnh rồi đỡ buồn. Thì chuẩn bị cơm nước chiều rồi nè đó. Thì thôi bỏ đi vô con, ở với ba đứa này dặn kem mình đi kèm bóp. Nói chung là cũng nhờ cô chú anh chị đã giúp đỡ cho thằng Cuốn có cái mái nhà. Thật sự mà nói là rất là mừng, chứ mình nghĩ là mình tự động mình làm cái sân này là nó cũng là rất là nhiều công sức. Nói chung là mình làm tới đây là cũng còn dữ rồi đó. Còn mình còn cái nhà kho đây đó nè. Nhà kho thì năm ngoái mới thay tôn, bây giờ nó muốn xét xét cái đầu rồi nè, thấy không?
Nhưng mà ở trong đây thì chứa cái gì đâu không à, ba mình có gì ba mình gom lại đi để lượm đi lặt ở đâu á, gom về hàng hà luôn, cái gì cũng có đó trong nhà, cái gì cũng có đó mà không có gì có giá trị hết đó. Đó thì còn một cái nhà này bự lắm nè, cái nhà này bự cũng xa, dài cũng ngang ngửa cái mới cái chuồng mới làm nè. Đó thì có thể sau này mình sẽ xin cái đó luôn, chứ để cái đó cũng không có tác dụng gì để hoài. Mà bên đó giờ có cái nóc rồi à, cái nóc ngon lành là giờ ở dưới là cán nền luôn rồi, nhưng mà nó nền xi măng vậy nè. Đó thì cái đó mà lót cái nữa là ngon lành, với là làm cái khung sườn 70 hết là ngon. Thì hổm về má anh Trung tặng cái sạp này, không có đâu biết nằm đâu, có thằng lưu đen xì rồi, cả nhà nhìn từ xa mới thấy đen nó nằm, bây giờ đứa nào cũng nằm được hết á. Làm gì bánh tre, làm gì kiều kiều, bánh tre bự chụp bá luôn kiều. Ôi ôi, có hồng ngọc vô luôn kìa, hồng ngọc vô nịnh anh em luôn kìa. Đó thì mình để bên đây che mát, rồi ở trong đó cái phòng nó vẫn còn để được ai muốn, đứa nào muốn ở. Nói chung là trong đó rất ấm cúng á. Còn ngoài đây là nói chung vừa ấm vừa mát mẻ. Không biết các bạn còn nhớ không, đây là bé Mai nè, cò nè, bớp nè, nâu nè, hồng ngọc nè, phốc trắng nè, vàng nè, mỹ nè, ở trong là tây nè, đó là lưu đen nè, bò sữa nè, lượm nè, mẹ gấu vàng nè, cô gấu xám nè, rồi vàng kem nè, vàng kem là sủa dữ luôn, bách hợp nè, chú chó thật là tội nghiệp. Nó rất là nhiều bệnh tật. Kim cương nè, đô la nè, mỹ kim nè. Thằng ròm nè, ròm đây cả nhà. Ruby nè, ruby lì nè. Rồi ba đứa nhỏ là một đứa là đang nhai cái giống gì ra. Còn là đô la thì thôi, đô la nó mới xé tùm lum lụm dễ xé tùm lum là. Còn bà này thì tối ngày leo lên nè. Đó, còn là Lucky nè. Bây giờ có hai anh mới là mẹ mật nè. Còn hai anh mới là anh gấu nè, cái mỏm đen đen lông vàng dạ. Đó, còn anh kia nằm trong kia đằng sau cái rổ đỏ là anh sói. Đó, Louis lúc nào cũng rần cái miệng vậy đó. Đó thì hồi nãy ở chổng thì ở chổng gom chổng ráo, giờ tôi ra đây ráo nè. Giờ mình quay xong rồi mình cho thằng cuốn ăn cả nhà. Thôi xin dừng video tôi đây, chúc cả nhà vui vẻ nha. Thì mình cũng đã cố gắng hết sức chăm sóc tụi nó cả nhà, để tụi nó có ngày hôm nay là một kỳ công á, chứ không phải đơn giản. Thôi xin chào, chúc cả nhà vui vẻ. Thì cả nhà xem nhớ bấm mình một like để cho kênh mình duy trì phát triển. Thôi xin chào.